tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào các bác. Hôm nay lại có một siêu phẩm đến từ gọi là Mỹ nòi thật hỏi. Em được mang tên là PV, dòng loa châu Âu đến từ đất nước Mỹ. Một em gái đến từ Mỹ đẳng cấp. Các bác hãy cùng ngắm nhìn với em. Đây là dòng loa châu Âu EU, có một đôi duy nhất. Trông các bác nhìn đây, tem của loa PV nó quá đỉnh. Dòng loa, đố các bác dịch được cái chữ này. Một đôi loa phải nói rằng quá đẳng cấp luôn. Thồng gỗ sơn sần cát PV với công suất, em nghĩ rằng là những cái ấn tượng đầu tiên đó là dòng loa được sản xuất tại Mỹ, Made in USA, và nó là dòng loa phục vụ toàn bộ hệ thống châu Âu Euro 115. Với công suất tổng của nó đến cực đại là 1000W. Các bạn thấy kinh không? Kinh chưa? Ác ạc chưa? Thấy rung động chưa? Thấy con tim sao xuyến chưa? Ôi giời ơi. Xuất Âu, đây là dòng loa châu Âu UK Đức PV EU. Đây là chữ EU nhá. Toàn bộ cái hệ thống loa này nó không về Việt Nam đâu các bạn. Đây là dòng loa bản Limited. Mời bác uống nước. Bản Limited. Bây giờ mời các bác hãy cùng bác ngồi uống nước này em xíu. Đỉnh cao đến từ Mỹ. Bát neo, dòng loa PV bọ cạp. Các bác thấy không? Con này nó rắc của nó cắm hơi bị đẳng cấp. Các bác nhìn này, rắc cắm hơi bị đẳng cấp. Bát neo 40, xương nhôm. Trong cái chất của nó, PV, đua co, tức là con này. Và các bác biết đua co là gì không? Đua co là nhân đôi. Nhân đôi tức là hệ của nó là hệ côn kép. Côn kép, đây cho này nó bốn giác kẹp này. Đánh côn đơn hoặc côn kép. Có thể đánh 4 ôm hoặc 8 ôm. Mang của nó này, các bác nhìn. Bao đẹp. Như gái 16. Như gái 16 đi tù mọt gông. Đi tù không có ngày trở về. Cho nên các bác nè, gái 18 thì hãng sờ vào, thế còn gái 16 thì tốt nhất để con cháu nó nhớn. Còn bác nào mà thích đẹp mà như gái 16 thì đây, em nó đây. Đấy. Bác nào nhá. Phân tần con này thì nó ở cái tình trạng gọi là đẳng cấp, chuyên nghiệp. Đấy, cái dùng cái từ của mấy anh quảng cáo loa đẳng cấp chuyên nghiệp. Mà đến lúc hỏi thế nào là đẳng cấp chuyên nghiệp thì lại không giải thích được. Đẳng cấp chuyên nghiệp có nghĩa là phân tần nó quá khủng bố. Các bác nhìn cái phân tần này. Đây là gọi là phân tần đầu vào. Đấy. Đây là phân tần chia quay. Các bác nhìn cái hệ thống phân tần PV của nó này. Đẳng cấp chuyên nghiệp. Dòng bản loa Limited. Limited, Limited, Limited. Có nghĩa là cái bản này nó chỉ có phục vụ châu Âu với số lượng hạn chế. Anh nào đầu tư đến dòng này hoặc là có cái dòng này, tức là chúng ta ở cái tầm gọi là, nếu như các cụ ngày xưa mà chúng ta phân loại ấy, thì ta gọi đây là gọi là giới quý tộc, gọi là giới bá kiến ấy. Cường hào bá kiến, không dành cho dân thường. Nói thế không các bác đừng mắng em nhé. Dân thường có tiền vẫn chơi được, nhưng mà dòng loa này là sản xuất cho hệ thống gọi là châu Âu. Đấy, chép của nó này. Made in USA nhé các bạn nhé. 8 ôm. Như vậy đánh giá tổng quan thì với đôi loa này
em có thể tổng kết lại một vài câu như thế này. Thứ nhất là cái bản này là bản gọi là mini limited, nó được sản xuất đếm trên đầu ngón tay và nó phục vụ cho hệ gọi là hệ thống EU, nó không phục vụ cho đa số người dùng. Đấy. Cái thứ hai là thùng của nó là thùng sơn sần cát rất là đẹp. Cái thứ ba là cái bản này nó lại là bản bát 40 dòng bát neo, cho nên nó rất là chất, âm của nó quá sắc nét luôn, cực kỳ bén. Hệ thống phân tần của con này thì đúng là có 102. Đấy, có 102 luôn. Bây giờ em thử quánh một quả thôi, quả kia em đang tháo ra rồi. Quánh một quả thôi. Công suất của con này nó đạt đỉnh là 1000W. Đấy. Chơi cái gì nó phải chơi cái kiểu chất lượng. Quấy. Tội nghiệp. Ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều.